Zika Audio. Nghe chưa đủ, hãy xem phim. Vâng, bắt đầu chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhé. Phía bên trong cái mặt bát đây càng đặt rất là chắc chắn. Còn hai bát quay ra phía trước. Vâng, bên em mở nội thất cái súp này, kép hơi 50 để cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm nội thất phía bên trong. Vâng, quý vị và các bạn cùng trải nghiệm ạ. Vâng, đã ốc đã hết rồi. Đây, đây bên trong đây. Quá dã man con hàng luôn. Quá là khủng long bạo chúa đấy ạ. Bác biết từ bao nhiêu không? Như thế này nó mới đem được lại trải nghiệm. Tiếng trống, tiếng cọc, sông, tất. Dòng này đánh ngoài trời thì khủng khiếp. Cái dòng này nó vào nó trải nghiệm được. Và sau khi tháo kiểm tra lòng ra được nè. Vâng, lòng phèo phía bên trong đấy ạ. Các bác mua hàng thì em chúng em nhé, các bác xem chúng em tháo là cho các bác xem chi tiết. Đấy. Chưa? Mang như Thái Văn này. Thái Văn này là của Đài Loan này. Thôi cầm một cái châu chụp cái ảnh giống như chụp ở mình. Đây phía bên trong đấy ạ. Vâng, tươm rất là dày. Chất liệu của bài rất là hướng kiếp. Cái gọt đấy, long lanh với đường. Đẹp đứt tay luôn. Vâng, phải nói là đẹp đứt tay, đẹp long lanh. Không còn từ diễn tả các bạn ạ. Quá đẹp. Vâng, mình nhìn nhé, quá đẹp thùng bên trong nhá. Đây. Rồi ngũ nhân viên rất là hùng hậu, không còn cái ngôn ngữ nào để tả, quá đẹp. Một kiểu làm cái hình đại diện. Chúc anh kiểu. Vâng, xe tôi giàu quá. Mình xin Đài Loan, mã TSB 280 đi ạ. Chúc anh này, anh phải chụp cầu, anh chụp cho anh kiểu anh làm. Anh đại viện. Vâng, nhân viên rất là vui nhộn đấy ạ. Vâng, hai cái bát 50, bát kép để hai bên tay kìa. Nhanh lên. Đây là dòng súp hơi cao cấp bên Zika Audio cung cấp đây ạ. Các bạn nào muốn sở hữu ghê súp hơi kép 50 này thì hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio đánh số nhé. Ừ.
giờ em vặn lốp cái này anh ạ. Em nhặt rồi, em nhặt hết rồi. Các bác nhìn từng chi tiết nhỏ đấy ạ. Hai cái bát xúc két 50 rất là chắc chắn nha. Đây nhân vật chính nha, nhân vật chính của các bác đây ạ. Vâng, chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhá. Với cái tiếng trầm, tiếng xúc của cái xúc kép 50. Dài của nó là 1m2, chiều sâu của nó là 80 phân và chiều cao của nó là 75 phân, rất là khủng long bọ chúa. Các ở ngoài đường đây, xung quanh đây, chúng ta có thể nghe được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.